Thưa quý vị, để chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022, 39 đơn vị trường học trên địa bàn huyện Bắc Trà My đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức vệ sinh trường lớp học để đón chào hơn 11.000 học sinh tại địa phương quay lại học tập. Theo kế hoạch năm học mới 2021-2022, trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My có 326 học sinh, riêng điểm trường thôn Cao Sơn có 71 học sinh. 100% học sinh tại đây đều là người đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay các thầy cô giáo nhà trường đang tập trung trang trí lại các phòng lớp học, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị, sách giáo khoa phục vụ năm học mới. Năm học này, trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc được Ủy ban Nhân dân huyện cấp kinh phí hơn 27 triệu đồng để mua sắm sách giáo khoa cho học sinh toàn trường từ khối lớp 1 đến lớp 5. Đây là nguồn hỗ trợ theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Trong điều kiện bình thường, với địa phương của Bắc Trà My không thực hiện cái giãn cách theo chỉ thị 15-16 của chính phủ thì chúng tôi sẽ thực hiện cái việc tổ chức dạy học trực tiếp. Và đến nay thì cái việc vận động học sinh lớp thì chúng tôi cũng đã có nhiều thông báo gửi đến cho thôn các xã trên địa bàn xã Trà Sơn, cũng như là phân công giáo viên đi đến từng nhà dân ở tất cả các cái thôn trên địa bàn xã Sơn. Thứ nhất là điều tra trình độ văn hóa nhân dân, cái thứ hai cũng làm tốt công tác tuyên truyền để vận động học sinh lớp, nhất là cái ngày tiểu trường ngày 1/9 sắp tới. Toàn huyện Bắc Trà My có 39 trường với 449 lớp học. Năm học mới này, ngành giáo dục huyện đã tuyển sinh 100% trẻ hoàn thành giáo dục mầm non vào lớp 1 với 1.032 học sinh, tuyển 100% trẻ hoàn thành giáo dục tiểu học vào lớp 6 với 801 học sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Trà My cũng đã tham mưu khảo sát tình hình cơ sở vật chất và mua sắm bổ sung một số thiết bị thiết yếu như bàn ghế, tivi, máy tính phục vụ giảng dạy tại các đơn vị trường học. Cùng với đó, huyện Bắc Trà My đã sử dụng kinh phí địa phương cấp hơn 630 triệu đồng để mua sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 cho học sinh hai khối lớp trên địa bàn huyện. Nếu như cái tình hình Covid mà dịch bệnh được kiểm soát được ở địa bàn kiểm soát được thì vẫn diễn ra học bình thường như mọi khi. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có những cái phương án, đó là dạy học trực tuyến với những cái điểm trường mà thuận lợi, thì như ngay ở thị trấn Trà Dương, Trà Đông thì có thể là tổ chức dạy học trực tuyến theo các phần mềm như e-learning phối hợp với VNPT để mà triển khai các phần mềm này. Đồng thời bên cạnh đó nữa thì đối với lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 thì có thêm cái hồ sơ điện tử, đó là e-learning, thì cũng đã triển khai đến cho các trường. Bên cạnh đó nữa thì có cái đối với cái vùng mà không thuận lợi thì có thể là vô bài tập gì cho các em học sinh hoặc là học theo nhóm, thì đó là những cái phương án của phòng đã triển khai đến các đơn vị trường học. Hiện nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Trà My cũng đã hoàn thành việc khảo sát thiết bị phục vụ cho việc dạy học trực tuyến. Theo đó, có 841 trên 3.317 học sinh có thiết bị phục vụ cho việc tham gia học trực tuyến, chiếm tỷ lệ 25,35%, khoảng 30% số trường học đáp ứng phương án dạy học trực tuyến, 70% trường học còn lại sẽ giao trực tiếp bài tập cho học sinh qua cán bộ thôn, giáo viên nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới của huyện miền núi Bắc Trà My đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường sắp đến.